Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã có buổi làm việc với Quận ủy Hà Đông. Đây là hoạt động luân phiên của Bí thư Thành ủy Hà Nội với các quận huyện để đánh giá kết quả các mặt công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2017. Nội dung buổi làm việc tập trung nhiều vào các vấn đề nóng của đô thị hóa như đất đai, giải phóng mặt bằng, đầu tư các dự án nền, công trình phúc lợi. Đưa ra mục tiêu tăng trưởng sản xuất 17,8% năm 2017, quận Hà Đông đã kiến nghị 12 nhóm vấn đề, trong đó có các vấn đề trọng tâm như ứng kinh phí giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng, kêu gọi đầu tư dự án công viên văn hóa, vui chơi giải trí, thể thao 98 ha của thành phố, dự án trạm xử lý nước thải khu Mẫu Lao, Trung Văn, công suất 11.500 m3 một ngày đêm. Bí thư Hoàng Trung Hải ghi nhận và biểu dương những kế hoạch đề án rất cụ thể của Hà Đông, đồng thời đánh giá cao công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại từ cấp cơ sở, không để khiếu nại kéo dài vượt cấp như trước. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh đây là hướng đi đúng không chỉ cho Hà Đông mà cho các quận huyện khác và cần tiếp tục phải làm tốt hơn nữa để tăng cường nắm bắt và giải quyết tâm tư nguyện vọng của nhân dân.